đi học nghề, ra nghề rồi chán bỏ nghề, và cũng không ít người sẽ theo đuổi nghề rồi con đường thành công sẽ đến với họ. Dạ, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình, kênh Tóc Nam ha, kênh rất là quen thuộc với anh chị em đã và từng đăng ký cũng như là xem ha. Thì hôm nay sẽ chia sẻ đến với các bạn một cái clip nó khá là ý nghĩa, theo mình nghĩ như vậy. Clip nào mà cắt tóc ha, chỉ là cái gì mà mình từng trải, thấy, nghe, ta gọi là tai nghe mắt thấy á, và nó là sự thật. Thì đặc biệt cái video này nó sẽ gửi đến những anh chị em nào mà có định đang đi học nghề, bất cứ nghề gì, hoặc giả là đang học, thậm chí là đã mở tiệm làm và có ý định gì đó ngoài luôn ha. Thì hy vọng cái video này sẽ có một cái gì đó nó thông thoáng một tí đến những anh chị em mà mình đã thấy trong cái thời gian qua trên mạng xã hội đó, cũng như là những cái cuộc gọi hỏi về ý kiến này nọ, mình không biết nói sao nữa, tại vì mỗi người có một ý kiến riêng. Thì thôi, sẵn đây mình sẽ làm video này, mình sẽ nói hết những gì mình biết ha. Thì hy vọng là làm nó có một cái gì đó gửi gắm đến những anh chị em nào mà người ta cần. Có thể người ta đang bế tắc trên cái con đường nào đó, trong công việc hay là một cái lúc gì đó người ta không có lối thoát đó, thì vô tình hay cố ý ta xem này, biết đâu ta thông não mà sao. Mình cũng như vậy, ai cũng vậy ha, không có ai mà trọn vẹn hết. Và ngày sau đây các bạn sẽ xem được những cái lời mà nói chân tình, rất là thật. Đấy, thì như các bạn biết, bây giờ học nghề thì cái kênh này kênh tóc nên mình sẽ nói về tóc ha. Nhưng mà mình sẽ thí dụ vài cái thôi, chứ không phải là như tình yêu chứ mình phải pha lẫn này kia, chứ không lẽ tới này anh yêu em yêu anh cái ôm nhau chết đói ha. Đấy, trước tiên các bạn đi học bất cứ cái nghề gì thì nó có nhiều cái khía cạnh lắm. Người thì học về cái như là cái ham muốn nhất thời thôi, người thì bị gia đình ép uổng, ở giữa thời bò đại bây giờ vẫn gia đình còn ép uổng. Nó mê ngày đó mà ép học ngày kia thì bảo đảm mình tỷ lệ 99,99% không thành, tại vì đâu bên đó đâu mà làm được. Rồi bên cạnh đó thì cũng không ít người là người ta đi học với chính cái khả năng cũng như là kêu bằng cái gì đó, khả năng cũng như là đừng nói bậy nha, khúc này nghe nó bậy lắm à. À, cái đam mê, cái sở thích của ta đây đó, tạm gọi là như vậy ha. Thì nó có rất là nhiều dạng. Thì các bạn biết trước khi mình đi học bất cứ cái gì, cái đầu tiên mình phải đã tốn tiền rồi, móc tiền ra đóng vô đầu, bắt đầu nè, mất thời gian, mất tiền. À, nói chung mất hai đó, còn người ta mất hai đó là mất, hình như mất hết rồi, còn gì nữa. Nhưng mà đâu phải ai đi học nghề cũng cũng sẽ ra nghề làm đâu, các ông biết không, có tiền đó không có ha. Một số người thì học giữa chừng tháng 2 tháng 5 bữa 10 bữa đó, tự nhiên thấy chán hay là sao đó thì những cái bỏ rồi, mất tiền mất thời gian, ta cười. Một bên cạnh đó cũng không ít người là ok học xong rồi ra nghề, nhưng mà ra nghề có nhiều dạng. Một là chưa có vững nhưng mà cứ nghĩ là như vậy là ok rồi, ra đời té bực. Hai, cũng vững rồi ra nghề nhưng mà làm thì các bạn biết rồi, trên đường đâu có phải mà màu xanh một màu hồng không đâu, nó phải có chông gai, các bạn phải đi, các bạn phải bước lên, bước qua nó, không ai trải thẳng cái tấm thảm mà màu hồng cho mình đi hết á, các bạn nhớ điều đó. Rồi làm thời gian phải mở ra ấy quá. Ở trên Facebook mình cũng thấy đó, cũng có thấy nhiều status viết là các bạn như thế nào, chứ sao mình mà mở tiệm 5 tháng nay 3 tháng nay mà sao tới ấy, khách quá, chán nản quá. Đừng chán, cũng đừng nản. Bây giờ mình nghĩ đơn giản như thế này, trong bán kính 5 đi, 5 km vuông, các bạn này các bạn đếm thử bao nhiêu tiệm tóc. Mình đếm ở quê, mình tính ở quê thôi nha, còn tính ở phố mình không tính ra. Có thể là nó xen chen chúc nhau 100 m, 50 m những cái shop, 50 m, 30 m cái tiệm đó. Thì đâu phải các bạn mở ra cái cục cái người ta ô là người ta cắt đâu, phải chi mà trong phạm vi 5-10 km vuông á. Cái đó thì không nói ha. Còn này đặc biệt cái tóc, các bạn biết cái tóc khi mà mình ông nội mới mở tiệm ra xù xì, đỡ cắt đường mày, ai biết đâu trời,
mới mở tiệm ai biết đâu nó cắt sao. Thôi mày đi cắt thử. Thôi, ông nội tôi không dám, tôi nói thiệt, trừ phi các bạn đã từng nghe và thấy trực tiếp là bạn bè hay người thân mình đi cắt đấy, giờ mình thấy ok đó mình đi làm sao ngứa gì vậy? Chứ có đâu mà, chứ đâu phải ở đâu mà tự nhiên cái bạn mở ra cái nó bay vô cái gì đâu, không có ha. Quán ăn hay quán cà phê nó còn đỡ chút, cái tóc mày biết cắt lên thì chỉ đợi nó ra thôi, chứ không là còn cách thứ hai đội tóc giả không có gì khác chẳng, tại vì tâm lý ai cũng vậy hết, cái đó không trách được. Thành ra các bạn phải trụ, không phải là 3 tháng 5 tháng đâu, có thể là 1 năm 2 năm thậm chí nó hơn. Trụ là trụ, nhưng mà còn có đường mà thành hay không là nó khác nữa ha, chứ không phải mà các bạn trụ được là nó được đâu. Đó là cái vấn đề mà những anh chị em nào mà than thở như vậy rồi định bỏ nghề hay là đi gì gì đó, đừng, stop liền, ta để stop liền, stop, đừng nên, các bạn cứ đeo đi. Bây giờ thương nhỏ đó, đeo nó 1 bữa 2 bữa không lẽ chạy tự nhiên cái nó rủ đi anh N2 là nhà vậy đó, đâu có, cái đó là dạng khác ha. Còn nếu mà đàng hoàng á, thiệt thọ, cơ khi tới mà cái ngày cưới quen năm 2 năm chưa, nó chưa cho ở đây nữa nè, chứ đừng nói mà tới cái kia ha. Đó, cái gì nó cũng phải vậy, mà biết cái gì nó cũng có giá của nó. Rồi, rồi một vấn đề này nữa. Vấn đề này tiếp theo, học xong rồi ra ngày rồi thì cũng tình trạng vậy đó. Mở tiệm làm cái gặp đi lại chỗ kia cho thấy nó tiệm nó đông, nó tiệm mình không có khách khứa nữa, nhưng nó chán thôi, đi kiếm gì làm, đi kiếm công việc khác làm. Cái đó nó sẽ thuộc về cái trường hợp mà 9 ngày không bằng 1 ngày. Cái 9 cái ngày đó, 9 cái ngày đó là 9N, 9 không có H. 9, đúng rồi, 9 không có H. Còn không bằng 1 ngày 9 là 9 có H ha. Tôi làm ngày 1 thì các bạn biết là cái thành công nó rất là cao, nhưng mà không biết là thuộc về cái lĩnh vực nào thôi, là tâm tư hay là tâm huyết hay là đổ xô vô công việc đó duy nhất công việc, còn chính ngày kia buổi này bắt kia tại chừng đội bắt cái họ bắt kéo gì luôn, không gì ra gì hết. Các bạn để ý mấy người mà từ từ đã nhiều ngày đó, đã ngày đó, hầu như là đa phần là họ sẽ vất vả cái bản thân mà họ chẳng được gì nhiều á, tại vì không có gì mà nó chuẩn hết, không có gì mà nó ấy hết, một thôi, cái gì đó mình thấy cái thị trường, cái thị hiếu cũng như người tiêu dùng là đập vô một thôi, cái tỷ lệ thành công của bạn cũng rất là cao luôn. Mình thấy nó thực tế ngoài không riêng gì cắt tóc ha. Thì như bữa nãy mình nói đó, như cũng pha xíu chứ đâu phải mà mình nói tóc gì không được đâu. Đó là vấn đề đó là xong. Nên anh em nào mà có ý định mà bỏ giữa chừng ha, mà đi kiếm này kia làm thời gian đi rồi về mở tiệm làm, các bạn càng sai lầm nữa. Trong thời gian các bạn giả sử bỏ đi 1 năm thì trong vòng 1 năm đó mình trụ lại đi, cái ngày đó nó khỏe lắm. Người ta đi làm năm ok người ta có tiền đó, nhưng mà khi mà về rồi cái thời gian đó khách mình cũng có rồi, không ít thì nhiều, và tay nghề mình cũng được cao chút trong cái thời gian đó. Còn này anh này bỏ đi năm cái làm công việc khác, tay chân cứng đơ cứng ngắc vậy nè, dễ làm này quá ha, nè hai ngón này dễ quá, có người làm được á, mà tôi làm được hai ngón à. Đó, người ta ở năm đó cái đầu công việc ổn định, ta tối ngày ta ngồi trong mát không bao giờ giấc, ta tự do, nó đơn giản vậy nè. Các bạn biết cái nghề tóc á, cái nghề tóc là thật chất mà nói á, nhiều người ta không biết á, nói chung mấy thành phần đó mình không có quan tâm tới, người ta nói cái nghề tóc là nghề thấp, mà nó từ thấp thôi mình không nói tiếp, từ kia là chỉ hắt đầu qua không biết rồi, tại vì mình từng có thấy comment ở trên mạng, nghĩ cũng buồn cười. Không có những người mà làm nghệ thuật làm đẹp như chúng tôi thì xin lỗi ha, anh chị em á chẳng khác nào người rực. Tôi nói thiệt, tôi nói đúng không? Đúng, các bạn vỗ tay đi. Còn nếu mà ai mà nghe cái này mà tôi nói sai, các bạn cứ chấm này, cứ comment là bên dưới đi, thì tôi sẽ thả tim cho. Không có những người mà làm đẹp như chúng tôi thì mọi người sẽ ra như thế nào? Tóc tai không ai cắt, không ai cạo, không gì hết, tự xử
Ờ, tự xử cũng được đó, nhưng mà nó sẽ ra cái gì? Được mấy người tự xử mà nó đẹp. Đấy, thì nó là một trong những cái nghề mà xã hội công nhận nó cũng là thuộc cái dạng cao ha. Mà nghề thì đã nói là nghề rồi thì không có nghề nào xấu hết. Chỉ có người xấu thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ thí dụ tiếp cái này nè. Các bạn cứ xem hết video này, coi như các bạn là nghe một cái vở tuồng ca trù. Cà trầu khó nghe lắm, các bạn cố gắng nghe này. Các bạn cứ cố gắng, mà cũng như bắt điện thoại tivi bỏ lên đó đi, rồi đừng có quan tâm tới, rồi cứ làm bình thường thì biết đâu nói trúng câu nào tệ câu đó, biết đâu cũng không chừng ha. Lâu lâu mình vô sao cái ngày tốt các bạn biết mà. Bây giờ mình sẽ so sánh ha, rồi các bạn sẽ hy vọng là các bạn sẽ có những đặc biệt cái khúc này nè. Cái khúc này là anh chị em sẽ có một cái suy nghĩ nó chín chắn hơn. Ok, tuy rằng mình không lớn tuổi nhưng mà mình không phải là trẻ trâu, nhưng mà tánh mình rất là trẻ ngát. Và mà với những cái hiểu biết, những cái sự thật, những gì mà mình nhìn thấy đã nghe như mình nói đầu tiên đó, thì chắc chắn mọi người, một trong số những anh chị em mà đang xem video này, đã từng cảm nhận được. Cái nghề tóc bây giờ mình nói đơn giản như thế này, các bạn sẽ học nghề xong, các bạn ra nghề, một là các bạn mở tiệm, ok, các bạn mở tiệm làm, mình không nói tính tính tới chuyện ế, chuyện 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 đắt nha. Các bạn sẽ ở trong tiệm, có điều kiện thì các bạn làm máy lạnh, thủ kính, không có điều kiện các bạn quạt gió. Nhưng mà với một điều kiện duy nhất, một điều mà không ai mà phủ nhận hết, các bạn trong mát không à, trừ phải đi lông nhông ngoài đang nắng nồi, cái chuyện đó là chuyện của ngoài ý muốn ha. Còn nếu mà các bạn làm là môi trường ở trong mát, chắc chắn là nó mát, mình làm chủ cho bản thân mình. Ô mà tối tôi nhậu quá xỉn rồi, thôi sáng nay tôi mở cửa trễ rồi, nếu cần nữa tôi ốp luôn, tôi nghỉ ngày tôi khỏe đây, nó rất là thoải mái. Và tiền thì khách hàng người ta sẽ đem lại cho mình, chứ mình không có mà đi chạy đầu này đầu kia đầu kia đầu ngược xuôi xuôi ngược bốn ba khắp nẻo đường để mà lấy tiền, không có. Cái này khách hàng người ta sẽ đem tiền lên cho mình. Nên cái nghề tóc các bạn biết phải nó đơn giản cho nó rất là khỏe, rồi cho nó khỏe lắm. Rồi có khách làm, có khách các bạn điện thoại bấm tít 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 tít, alo em ở đâu đó, tối nay cà phê không? Ôi cái này nhậu mày ní là ní, các bạn thấy nó rất là khỏe khoắn. Cái bản thân chúng ta một, bây giờ tôi nói thiệt ha, một cái người cắt tóc nè, giờ tôi năm nay 38 tuổi nè, còn hơn tháng mấy nữa tôi 39 rồi. Rồi các bạn kiếm mà những anh em nào mà bằng tuổi tôi đi, mà đi lao động công nhân hay là ở ngoài đi, lao động ngoài nắng mà nồi, các bạn thấy đi, rồi hai cái bây giờ nói đại là hai cái gương mặt nó sẽ hoàn toàn nó khác, nó khác xa lắm, là do ảnh hưởng môi trường làm việc. Thậm chí có người 30 mà nhìn tưởng như 60 vậy đó. Đó thì các bạn biết ý mình nói là cái công việc của mình nó rất là ổn định, nó rất là nhàn nhã. Còn các bạn đừng nghĩ là ngày tóc không có tiền nha, các bạn bây giờ thấy đó trên mạng đó, nhiều anh chị em người ta có điều kiện người ta mở chi nhánh một, chi nhánh phải chi nhánh biết bao nhiêu chi nhánh, rồi thu nhập người ta khủng lắm á, các bạn thấy vậy đó, thu nhập khủng lắm chứ không phải như hồi xưa. Còn mình không tính rồi, mình không có tiền đâu ăn đâu, khủng khiếp vậy đó. Của mình cũng khủng đâu, mà mình khủng hoảng á đó, không khủng hoảng có chỗ của nơi tôi khủng hoảng. Ok, còn về cái vấn đề, ok bây giờ không học nghề không làm nè, các bạn thấy anh chị em mà tôi đi làm công nhân nè, thì trong đó không phải là ai cũng mà thất nghiệp hết công nhân, không phải nha. Cũng như mình nói đó, mình nói, anh này mở tiệm ra ấy quá rồi đi làm công nhân công ty. À, thì trong 10 người đó thì trong đó chỉ có 8 hoặc 9 người là thất nghiệp, còn một hai người là cũng có công việc đó mà ta không hợp hay là người ta chán nản như thế nào người ta bỏ đi. Ở công nhân nó cũng khỏe, nó cũng trong mát nữa, ok. Nhưng mà các bạn biết cái giờ giấc con người mình, đặc biệt cái giờ giấc nó rất là gò bó. Thì mình chưa từng đi làm công ty nhưng mà mình hiểu được, lúc trước ở Sài Gòn mình làm bên còn máy bắn cá, còn máy tám nha, tiền cũng như casino bạn. Lúc đó nói thiệt á, ngày tiền bo mình là nói chung một ngày nào mà 500 ngàn ha, là bữa đó buồn thiêu hiu hắt,
có bữa tiền bo hay là tiền sóc trẻ nè, là cái chục triệu á, mà xong rồi sao mà nó bay theo mây khói chứ, ngộ tại môi trường tiêu tiền như nước. Tại giờ có thể 5 phút 3 phút đã thua 50 trăm triệu bình thường, và ngược lại nè đó. Nhưng mà ở đó không tồn tại đâu, đó thí dụ chơi thôi. Thì giờ giấc cũng vậy đó. Giờ ở xuống trong đó tới hết dài dài. Nhưng mà có cái là đi tới đi lui nó thoải mái, nghe ăn uống hay là hút hít nọ nó cũng tự do. Còn ở trong công nhân mà làm công ty các bạn biết đó, nó rất là gò bó ha. Đây. Rồi các bạn muốn xin nghỉ không, khó lắm. Gặp bạn bè hay là gia đình người thân tới thăm cũng khó lắm. Còn như tôi mở tiệm tóc nè, tôi mở tiệm cùi bắp cùi mía vậy đó, tôi muốn nghỉ, tôi muốn làm, tôi đang buồn ngủ không? Khách lợi giả bộ đó. Nè, đây là giả bộ mình từ chối khách nè. Đang ngủ nha. Không có gì nha. Khách lợi. Mà làm biết. Đậu quá mệt rồi. Đó là một trong những chiêu trò mà từ chối khách, nhưng mà khách người ta không bao giờ buồn. Tao nói ồ trời, ồ thôi chạy nào là cho chạy ngủ đi, chứ là chạy sảnh cắt họ cắt này luôn á. Đó. Có nghĩa là mình nói đơn giản là các bạn chọn cho mình một cái nghề gì đó bất kỳ đi. Mình làm chủ bằng làm chủ chính bản thân mình. Thì mình rất là khỏe. Cái cuộc đời con người ta nó rất là ngắn, các bạn tưởng tượng như nó chỉ là nghe một cái đốt lóng tai thôi. Thì nó sẽ tiêu từ 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 từ, nhưng không biết nó gãy chỗ nào thôi ha. Cực chẳng đã gì lắm thôi. Đó là mình nói công ty, còn đây, đây mới là giữ nó nè. Các bạn thấy không ít người người ta làm đi đi phụ hồ đó. Các bạn biết sử dụng từ phụ hồ thì khác ha, từ chính khác ha. Nhưng mà đồng thời cũng là ngoài nắng ha. Tiếp xúc với gì? Cát, đá, xi măng, gạch này nọ các cái. Thì các bạn biết là cái góc độ mà ô nhiễm môi trường, ý không khí nó không lành mạnh đó, nó rất là cao, ảnh hưởng sức khỏe rất là lớn luôn. Nhưng mà các bạn biết là mình có hỏi, tại đợt làm này lại nào mình có hỏi, hỏi một chú nó cũng lớn nè, cũng khoảng 50, chú năm mấy 60 à. Chú ơi, mình làm cái này phụ hộ này là ngày nhiêu, hình như mình nhớ là ngày 210.000 á. Cơm nước tự lo thì thôi, bây giờ tính ngày 100 ngày ngày 200 cũng 8 tiếng, 4 tiếng đồng hồ 100.000, thì 100.000 đó các bạn biết ở quê mình cắt tóc thì tới mấy cái rồi. Còn những phố có khi cắt chưa tới cái tóc nó là 100.000 rồi, nhưng mà ta có máy lạnh ta mát, ăn mặc sạch sẽ lịch sự. Nó mình phải so sánh, các bạn phải nên so sánh cái công việc này với công việc kia, nhưng mà đòi hỏi nó phải thích hợp với cái khả năng của mình. Giữa trời tháng các bạn biết là tháng tháng 3 lọt vào tháng 3 tháng 4 là nắng, các bạn là mùa hè đổ lửa năm 75. Nắng các bạn, nắng cháy ra người. Tôi vui thiếu vui vật. Nắng kinh khủng luôn. Nhưng mà sao? Vẫn phải đi làm. Phải nề từng bao xi măng ở trên. Bưng từng cái thớt gạch. Phải trộn hồ bằng hết sức lực, hết khả năng. Lớn tuổi nhìn, nhưng mà cuộc sống nó phải vậy. Cuộc sống nó là như vậy. Các bạn hỏi là đi, hỏi mấy người đó coi người ta làm gì, người ta vui không? Vui dữ lắm. Trời ngày vui dữ lắm. Xin được vô làm rồi mừng dữ lắm, chứ không phải mà không mừng đâu. Chứ mấy cái tận tuổi đó các bạn biết đi xin cái gì bây giờ. Bên cạnh những người lớn tuổi vẫn còn không ít người trẻ tuổi vẫn đi làm ra là gì, do là người ta là tạm gọi là thất nghiệp. Thế nó sẽ có hai cái dạng là một là điều kiện gia đình không có thì người ta bắt người ta phải đi. Hay là gia đình có nhưng mà không có chịu đi làm này đó, rồi tính làm chơi vậy đó. Đi đi chơi làm vui vậy đó, biết cái khổ rồi chơi đó. Rồi gia đình có điều kiện, ý gia đình không có điều kiện rồi nghe, cũng không chịu đi kiếm cái gì làm học hành hay gì gì đó, rồi nó chung tiền sao mà xã hội. Nhưng các bạn hỏi đặc biệt với mấy người đó đi, vui lắm. Nhưng mà với điều kiện là ngồi ở đi ngoài nắng ngoài nồi vậy đó. Các bạn thấy không? Hai người cũng hai người cũng đồng thời là hai con ngựa nhau. Người tối ngày ngồi trong mát máy lạnh nhà nó bấm tít 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 tít, không phải nói gì đến tóc nha, giả là quản lý hay là cơ đốc hay giám đốc hay là cái gì gì tất cả cái đó, có ngày ngồi vậy nè,
mấy ông mấy bà bấm máy tính mà nhận ra vậy nè, còn mình bấm là nó kiếm phím cái mò. Tới tháng là lương của người ta tới tháng thậm chí gấp 10, gấp 20 lần cái người mà dông dông ngoài nắng mà nặng nhọc. Đó là cái gì? Nó biết. Nên nó cái số nó cũng là một cái gọi là cái trừu tượng thôi. Nó cũng có, chứ không phải không có. Nhưng mà quan trọng do mình. Đó là mình nói về trụng hồ, hồi nãy là công nhân. Và bên cạnh đó còn vô số những cái công việc mà nó cực khổ, nó vất vả. Phải thức đêm, thức hôm, lặn hợp với nước, với bụng. Còn bây giờ các bạn đã chọn cái ngày tóc rồi, mình nói đơn giản ở đây là cái kênh tóc. Các bạn đã chọn rồi, các bạn học rồi. Các bạn ra ngày, các bạn mở tiệm rồi, mà tại sao mà một lý do mà mới chút xíu, tự nhiên cái chán nản cái bỏ lại sao? Không nói phải cảm xúc lên ha. Đừng. Rồi bỏ ngày các bạn đi đi, và bỏ ngày đi đi. Nhưng mà trước khi các bạn bỏ ngày, các bạn phải nhìn lại cái thời gian mà mình mới bước qua. Một bên là thời gian bước qua, và trước mặt các bạn là những anh em, thậm chí có phụ nữ nữa, người ta đi làm hồ đó. Đó, mình nhìn trước mắt đi. Rồi các bạn chọn đi. Bây giờ chọn cầm kéo hay cầm len hay cầm xẻng. Chọn cầm dây gom, dây quát, xịt hay là chọn bưng cái bao xi măng. Đó là do mình, do cái suy nghĩ của mình thôi. Để suy nghĩ nó tiếp. Có mình từng nghe và mình từng thấy ha. Rồi giả sử thằng này muốn đi học nghề, rồi thằng kia nó bàn, và thằng kia nó làm công ty. Trời ơi, mày đi học chi, đi làm với tao nè, tháng 5 triệu, 7 triệu, 3 triệu tháng nào không có tiền điều điệu chứ, đi học chi, đó không đi học tốn tiền, móc tiền túi xong rồi mất thời gian nó đi học làm gì trời. Nhẹ dạ cả tin đi liền. Không phải là xuống vào con đường xấu, nhưng mà cái lập trường mình không có. Trong khi đó mình đã có ý định, đang có ý định là sẽ đi học một cái nghề gì đó. Tự nhiên nghe vậy cái sao xuyến lòng ta rồi. Đóng gói đi làm công ty. Ok, vẫn bình thường. Đi một năm. Một năm đó nếu các bạn ở, các bạn học với người kia, nếu mà cái lập trường người ta dẫn, người ta có, người ta quyết định. Năm đó ta có ngày. Các bạn nên nhớ đi làm công nhân nó không phải là cái ngày. Các bạn nghe kỹ ha, nó không phải là cái ngày. Người ta nói là vô cũng có tay ngày mai, nóng dày. Các bạn biết bây giờ giả sử như nếu không có công ty, các bạn đi xin đầu mai vậy? Đi đâu? Không lẽ đi lại ở đó mướn mặt bằng, nó mở ra mai à? Thời buổi giờ mai mặt ai mai? Được mấy người mai? Đi năm đó có tiền, không tốn tiền nhà đó, nhưng mà không có ngày. Tôi ở nhà tôi học ngày, tôi không có tiền mà tôi móc tiền túi mà tôi có cái ngày. Các bạn nên nhớ từ nam nữ gì các bạn nha. Các bạn nên tốt nhất là mình có một cái ngày đi. Có một cái ngày gì đó gọi là ổn định đi. Thì các bạn sẽ cảm nhận được cái cuộc sống của mình nó sẽ có ý nghĩa hơn. Nó không có lông bông liêu tiêu mà lăn tăn nữa. Ngày vẫn được. Mà đặc biệt cái ngày tóc thì các bạn biết nó rất là khỏe như thế này. Đây mình thí dụ cái này nữa nè. Bây giờ ok tóc thôi. Rồi mình học ngày rồi, xong rồi mình ở tiệm ra ngày rồi. Bây giờ tôi làm biết làm quê với không có khách. Đi. Nhà có đông anh em đi. Còn như mình đi không được. Các bạn chỉ cần một cái vali hay là một cái ba lô gì đó, liền vô, về dép nón nải, quần áo, các cái vệ sinh gì đó, đem thứ chút thôi. Tới chỗ nào đó mua cho là bỏ mớ tiền theo. Mớ này nha, có thể là nhiêu, có thể là nhiêu, trời có thể, là nhiêu. Có thể là không có, trên tay có chiếc nhẫn hay cộng dây gì đó, tháo bát. Đó. Các bạn có tay ngày đi, các bạn biết là việc tóc bây giờ, mình nói Việt Nam nói riêng thôi. Các bạn đi bất cứ nơi đâu á, lên mạng các bạn thấy là nghe đa phần ngày nào cũng thấy tuyển thợ từ năm này tháng kia, lúc nào ta cũng cần thợ hết. Nó quả có bị ba lô màu đi ra miền Bắc, miền Đông, miền Tây, miền Nam, miền gì đó, vô thấy tiệm nó ok, thấy có lượng khách nhiều rồi, anh ơi chị ơi, ở đây còn nhận thợ không, phụ không, còn nhận thợ không, rồi có em ơi bấy vô. Cái đồ này cắt người ta kê lược mà kê dao ta, tay ngày này giữ à. Rồi xong tóc rồi em,
rồi đó thỏa thuận liền. Ở 5 năm 6 4 7 3 hay là tính tháng tính ngày đó. Tiền tiếp, tiền bill hay tiền gì các cái đó, lợi nhuận sao sao đó. Chỉ trong vòng 1 ngày 1 buổi thôi thì các bạn có việc làm rồi. Thậm chí là 1 giờ thôi, các bạn đã có công việc rồi. Còn nếu các bạn không có công việc á, không có cái ngày, các bạn đi xin làm cho công nhân hay là xin chỗ này chỗ kia, bắt đầu ta nhìn liếc ngang liếc dọc ta ngó. Mà nếu vô công ty các bạn phải đi xin hồ sơ nè, các bạn phải điền lý lịch nè, các bạn phải nạp vào nè, các bạn về nhà các bạn nằm, các bạn ngồi đợi người ta alo, có khi nằm chờ cả tháng không alo nữa. Các bạn biết là đi qua Tết cái ta đổ xô đi Bình Dương Sài Gòn ta đi xin công ty ta làm, đâu phải là nạp chỗ đâu, nạp cả chục công ty thì chỗ nào điện trước là vô làm. Các bạn thấy không, điện chúc mừng lắm, nghe cuộc điện cũng mừng lắm. Mà alo phải anh cù gắn nách không? Không phải, tôi cù gắn bèn. Không, tôi cù gắn nách. Đúng rồi đó, rồi lỡ thử việc ha, lỡ đó mừng, mừng lắm. Con này các bạn có tay nghề rồi, mà nói riêng về tóc thôi, cái sự sửa điện hay là đánh máy tính hay là làm thiết kế hay bất cứ cái gì đó, rất là khỏe, rất là thoáng. Và cái mức thu nhập chắc chắn nó sẽ là cao hơn này. Cái ngày tóc mà mình mới thấy như mình nói đó, dụng cụ bao nhiêu đó các bạn, kéo tông lực dao lên này nọ rồi các bạn. Còn nếu mà mình không đi xin đi làm phải không? Đi bây giờ nói cho vợ đuổi rồi, buồn gia đình đi, cũng quải bao lâu đi, giờ không xin vô làm đó, kiếm cái vỉa hè nào đó hay một cái gốc cây nào mát đó, hỏi chính quyền địa phương đó, cho tôi để đây cái ghế rồi mua tiền những cái ghế miếng kiến rồi cắt. Các bạn thấy không, giữa bóng đêm trời mình tối không ai cắt, chứ giữa bóng đêm trời mình tối ai cắt. Đây thì cuộc sống mà ít nhất mình cũng có nuôi bản thân mình bất cứ nơi đâu, dù bất cứ nơi đâu. Tại vì cả thế giới này và trẻ bé lớn thì ai cũng có nhu cầu cắt tóc từ nam đến nữ. Trừ phi bên trên nó ban chỉ thị xuống ha, cấm toàn thế giới cắt tóc. Thì khi đó lập tức chuyển nghề đi. Lúc đó ấy xác định ấy đó. Còn nếu mà không có lệnh đó thì các bạn biết là không bao giờ, không mở cửa có tiền 10.000 hay 1 triệu thôi, thậm chí hơn, thậm chí không có. Đó các bạn biết. Thì những anh chị em nào mà như mình nói là có ý định mà bỏ vợ giữa chừng đó, thì các bạn nên suy nghĩ kỹ lại ha. Bây giờ mình tính đơn giản đi. Trên một cái đoạn đường cũng như một cái cây tùng đờ này, đây qua nhìn cái mặt này thì giả sử bây giờ mình thấy là ok đây, bây giờ mình không tính đây nha. Nè, các bạn mình nhìn sơ ngang thì thấy nó là một đường thẳng, đúng không? Bạn công nhận đường thẳng không? Nhưng mà khi mình thấy là đây có một lỗ hố nè, có một đoạn đường trũng nè, đây là đỉnh cao nè. Đây ở đâu mình sẽ thí dụ nè, bởi vì khi mà nói bắt nói ngay, anh ta nói gì có gì mà không phải, các bạn cứ có thể là cho như mình là tâm trí mình bấn loạn đi, các bạn đừng trách mình ha. Đây cái thời gian khoảng này, đây là học ngày, rồi không tính, bắt đầu ra ngày mở tiệm nè. Mở tiệm từ đây tới đây là 5 tháng 3 tháng nè, sụp hố, không có khách. Đó, thấy chưa? Thấy quá ngon nè, thấy bằng phẳng, nhưng mà không có khách nè, bỏ đi làm. Trong thời gian bắt bạn bỏ đi làm, người ta vẫn ở đây, người ta trụ thời gian này nè, 1 năm 2 năm nè. Bước qua thời gian này, ta bước lên. Rồi ta chùi xuống luôn rồi đó, lúc này là xuống luôn rồi nha, xuống luôn chứ không phải mà công việc không ổn định, lúc này xuống luôn rồi. Lúc đó là mình sẽ hát bài làm mà cái bài làm để cái cắt nửa phần trăng, cắt nửa phần trăng, tôi làm con đỏ nhỏ chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sông đưa tôi về với người tôi thương. Thôi nhiêu được rồi, lúc này xuống rồi đi ha. Đó. Các bạn thấy thực tế đó như vậy, mình nhìn cái mặt này thấy nó ok nhưng mà thực tế nó khác, con này giữ nó nè. Đó, các bạn thấy trên này nó màu hồng đó, ok đúng màu hồng đó không? Nhìn sơ ngang thấy nó màu hồng nè, nhìn góc này. Mình thấy trên này, nguyên giấy đường màu hồng, nhìn kỹ ra đi. Hồng có, đen có ha.
trũng có lầy có, cái gì cũng có hết. Có nghĩa là trên cái đoạn đường các bạn đi chắc chắn nó sẽ có lúc gục ngã, có lúc gặp hố sâu, có lúc gặp đỉnh cao. Nhưng mà không lẽ mà mỗi lần mình té cái mình quỵ luôn, thì trên thế giới này còn mấy người à, thậm chí tỷ chân à. Trên cái đoạn đường các bạn đi á, mình nói trên đường đời đi, thì nó sẽ có những đoạn đường bằng phẳng, không ít những đoạn đường chông gai, và chắc chắn nó sẽ có một đoạn đường màu hồng, có thể là dài vô tận. Và cái con đường đó dành cho những ai mà người ta có ý chí, người ta vượt qua. Nhưng cũng có màu hồng đó, nhưng mà nó có một đoạn ngắn thôi. Người ta không biết mà tiếp thu hay cái gì đó, người ta không biết nhìn nhận sự việc hay như thế nào, tự nhiên nó sẽ mất đi. Thành ra là các bạn đang suy nghĩ hay là lựa chọn một cái gì đó nó hoàn mỹ nhất có thể. Bây giờ tôi muốn đi cái học cái nghề đó, tôi muốn làm công việc đó, ok, thì mình phải xác định nó đúng với khả năng của mình không, nó đúng với cái khả năng đi. Các bạn có thể bỏ ra 5 ngày, 10 ngày, thậm chí là 1 tháng. Các bạn tìm hiểu nó đi. Tìm hiểu thử thôi. Tại vì đời người mình dài lắm. Ê, không phải dài lắm, ngắn lắm. Mình nói ngắn mà giờ mình nói này đối lập. Đoạn đường cuộc đời mình ngắn lắm. Nhưng mà với thời gian 1 tháng của một con người thì nó không là gì hết. Khi mà còn là sanh tiền. Tìm hiểu cho kỹ đi, thấy hợp rồi, bây giờ quyết định, bây giờ tôi bằng mọi giá tôi phải học nó để mà sau này tôi còn lo cho gia đình, vợ con, cha mẹ này nè, các cái. Và ít nhất các bạn cũng có thể nuôi sống được bản thân mình, không phải ngửa tay, mẹ ơi cho con 50, 30, 2.000, 10.000 uống phê, mua điếu thuốc, không có. Thuốc hút này tự mua. Lâu lâu hết tiền qua bệnh chĩa ổng bả, ông bả bán bệnh lâu lâu qua cái giao bộ qua đứng liếc nhập liếc ngang cái mở tủ nhẹ vậy nhé. Có bữa bị bả gặp á, bả gặp đâu nói vậy đâu, liếc vậy nè. Bỏ đi thôi có gì đâu đấy. Thì các bạn là bất cứ cái ngày gì á thì các bạn cứ theo đuổi nó đi, đặt cái kênh những cái tóc này mình nói mà tóc đó. Các bạn cứ làm nha, đừng có suy nghĩ là khi mình mở ra chỗ đó cái mình là trùm thiên hạ, mình là vua ở chỗ đó. No. Sai lầm. Các bạn hỏi đi, không ít người người ta mở ra rồi người ta bỏ tiệm, không ít người mở ra dẹp tiệm là người ta suy nghĩ chưa có tới. Thì cứ suy nghĩ là cứ mở ra đi rồi tự nhiên khách ta vô ngào ngào, không có. Nhưng mà nói nãy giờ đó, 1 năm, 2 năm, thậm chí ít hơn, vậy có thể là cao hơn, các bạn sẽ chịu được. Nhiều đó mấy ông chịu đựng không được, mấy ông làm những cái công việc mà khác nữa sao mà chịu đựng được. Thì đơn giản các bạn cứ so sánh cầm đồng đời với là cầm xẻng đó, các bạn cứ chọn đi. Ví dụ như đơn giản mà nói chính bản thân mình đi, bây giờ mình buồn gia đình hay mình cái tâm trạng mình không vui hay cái gì đó, bây giờ thôi tôi đi làm, tôi đi kiếm chỗ tôi làm, tôi liên hệ với sếp này sếp kia, anh ơi anh bên anh còn thợ không, tôi nè. Đấy, cho tôi làm vài tháng rồi tôi quả quá. Nhận. Còn nói thôi cha cắt bỏng gì nhận. Thì mới đi chứ có khác không, có gì đâu. Đi chỗ khác. Đó. Nhưng mà ít nhất thì mình trên trong ngàn bữa có rồi. Và nó rất là dễ. Đặc biệt như mình nói nãy giờ nó cũng còn trong mát thôi. Coi để suy nghĩ gì nữa tiếp rồi. Còn này nữa. Các bạn thấy giả sử đi như thế này, cái này mình thí dụ thôi, một cái tiệm đó, một cái shop đó nhận, mình tính số lượng nó dễ nghe, 10 người học, mà thường thường nhân gian mình gọi là 10 lính đi, 10 lính học lượt hay là học trước học sau làm những cái chuyện học lượt, mà mình thí dụ cho đơn giản, vô học lượt hết đi, rồi 10 thằng cũng ra ngay hết. Nhưng mà các bạn quay lại đi 5 hay 10 năm sau là còn được mấy thằng? Có thể không còn nào chứ, đi làm khác chân à. Vậy có thể còn thằng, hai thằng,
và một hai thằng đó đó sau này nó vậy đó, sau này nó vậy mà nói sau này các bạn biết rồi. Nó có nghĩa là ý mình nói là mỗi người có một suy nghĩ riêng. 10 thằng mở tiệm ra 10 hướng, 10 nơi, 10 chỗ. Này làm được, này làm không được, kia làm ế, nọ làm vắng, nọ làm linh đinh lai rai lắc rắc liêu riêu. Rồi chán nản rồi bỏ đi. Các bạn bỏ thời gian học học ngày tốn tiền như mình nói nãy đó, xong rồi học nó đã ra cái bỏ. Cái mất này nó đi học ngày khác. Học ngày khác cái bỏ cuối cùng 50 năm sau nhìn lại không có ngày hết trơn, không ngày ổn định chứ. Đầu xin đi làm hồn. Đó bây giờ các bạn thấy thực tế đó. Là không ai giống ai hết. Người có suy nghĩ khác nhau ha. Cũng như cái dàn lính của ông thầy mình hồi đó mình hỏi ra thì giờ nói chung hình như còn mình làm à. Đi làm khác chắc à. Thì còn hơn tháng lên 20 năm rồi, tròn 20 năm mình làm nghề rồi. Bởi vậy cái vấn đề chính mà mình muốn nói với anh chị em nào mà đặc biệt như anh chị em mà như mình nói nó đang học nghề hay là mở tiệm làm thời gian mà thấy nó không ổn định vậy đó, các bạn nên cố gắng đi ha. Cố gắng đi, các bạn vô mà các bạn cho ly phê chị ơi thì các bạn cũng phải đợi là 2 phút, 3 phút, có thể chỗ 5 phút, 10 phút, mỗi lần uống, mỗi lần chậm, mỗi lần uống 100 chỗ mình nè. Chứ các bạn vừa kêu ly phê chị ơi là mình có đâu, không có. Nè. Cái đó là cái mà mình dễ dàng nhất mà mình không phải chờ đợi. Chứ không chi là một cái tóc người ta cắt ra để người ta đi ăn, đi nấu với thiên hà. Nên các bạn đừng có diễn tưởng là khi mà mình làm ra là sẽ tất cả các cái dồn lại mình, không có quà đâu, không có. Có chỗ làm không có thời gian mà đi móc cái quần móc ra không có thời gian để mà xả. Có chỗ thì bấm thời gian bấm phone mà bấm đến mức độ mà hết pin mà sạc pin dự phòng luôn, không hết thứ luôn đó. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ đi. Cháo không nhự với bọn ăn cháo còn biết người ta phải trải qua nhiều công đoạn lắm á, mình nói như các bạn hiểu rồi. Còn với video này mà những anh chị em nào đã từng trải thì các bạn có thể nét cho mình á, nó không có ý nghĩa gì hết. Tại vì bây giờ rất là nhiều người ta cũng đi học đó rồi, người ta bỏ giữa chừng. Nhưng mình nói nãy giờ đó thì nó hoàn toàn nó không nên. Hoàn toàn không nên. Hoàn toàn hết biết nói gì. Run. Thôi thì cái video này cũng như mình nói bây giờ nó là tạm thời, nó như tới đây thôi, tại vì còn công việc nữa ha. Rồi khi nào mà suy nghĩ có cái gì mà hay nữa đó thì mình sẽ chia sẻ những cái mà nhìn thực tế nhất đến những anh chị em nào mình đang cần. Và hy vọng qua video này đó, mọi người nào mà rơi vào những cái trường hợp như hiện tại đó thì đơn giản các bạn, một các bạn cầm tâm đơn, các bạn cầm viết, hay là các bạn cầm xẻn, cầm len, thì cái đó là tự mình chọn ha, không ai ép được hết. Thời buổi giờ vẫn có số gia đình ép buộc nhưng mà tôi không có là dễ gì, tôi sở thích của tôi. Ok thì các bạn xem các bạn sẽ có hiểu một chút xíu nào đó, còn nếu không thì các bạn chỉ xem cho vui thôi chứ không có gì. Và nếu các bạn thấy tôi nói nó hay, nó đúng tâm trạng gì, các bạn có thể ngay bây giờ các bạn chúng ta đã cầm điện thoại lên đây, các bạn bấm nhẹ nút đăng ký cho mình ha, cũng như là like share vậy đó, mà để mà các bạn tiện theo dõi những video nào mà mới nhất và sớm nhất có thể. Thì qua video này mình hy vọng mọi người sẽ có một cái suy nghĩ đó chín chắn hơn trên cái con đường mà mình đang định chọn, và chúc mọi người luôn thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Và video đó đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video kịch tính hơn, hấp dẫn hơn trong thời gian tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.